Chào mừng bạn đến channel Trải Nghiệm Game. Các bạn có biết rằng tất cả các xạ thủ đều là tướng late game và cực mạnh khi đầy đủ trang bị. Ngoài ra bọn chúng còn có đặc điểm riêng biệt khác xa với các xạ thủ khác. Vậy thì trong các xạ thủ hiện nay, đâu là xạ thủ độc đáo nhất? Và đó là các nét độc đáo riêng biệt nào? Cùng tìm hiểu top 5 cá nhân của xạ thủ Liên Quân Mobile. Nào bắt đầu. Top 5, châu nhất Moren. Từ khi được ra mắt, Moren nổi danh là xạ thủ có khả năng solo kinh công rất sớm. Đương nhiên, để có thể tạo ra sự đột biến kinh thiên động địa này thì phải trải qua một giai đoạn tích tụ sức mạnh không phải đơn giản, bởi đa phần các xạ thủ chất tướng vốn là máu giấy và Moren không khác biệt. Đây không phải là chất tướng xạ thủ châu bò mà hắn ta châu là nhờ chú thức. Và chính nhờ khả năng đáng gờm này mà Moren hiện đang rất được ưa chuộng đi rừng, bởi hắn ta khi mải mê farm thì khó mà kẻ nào dám solo 1v1 lại với một tên châu nhất Liên Quân tại giai đoạn đầu game này. Đương nhiên phải mở đóng ngoặc là khi tích đủ 10 lần điểm nội tại từ súng thần công. Rất nhiều bạn đang rất hoảng loạn khi biết rằng tuần sau khi cập nhật phiên bản Happy New Year thì Moren mất đi khả năng châu bò của mình hay không, và cái danh xạ thủ châu nhất này liệu có mất thì chắc chắn là không, bởi Liên Quân chỉ có duy nhất hắn ta châu nhất ấy, vậy còn là xạ thủ mà thôi. Top 4, cơ động nhất Violet. Để trở thành một xạ thủ số 1 thì đương nhiên Violet phải thể hiện được cho đối thủ cạnh tranh thấy được sự vượt trội. Đương nhiên nếu nói về cấu rỉa thì cô nàng có Joker không kém cạnh về sát thương thì càng nhiều tuyển thủ cạnh tranh, nhưng khi nói về độ cơ động liên tục thì ít tướng xạ thủ nào có thể so kè. Có thể một số vị tướng như Slim hay một vài vị tướng khác có thể cho bạn cái cảm giác đó là các vị tướng này cơ động hơn ở giai đoạn đầu, đúng vậy, nhưng khi nói về khả năng cơ động liên tục thì đọ sao nổi với Vio. Chính nhờ khả năng cơ động này mà Vio đơn giản sử dụng các địa hình từ bụi tường xung quanh để tạo nên lợi thế, giúp bản thân giành được các vị trí giao tranh an toàn và đảm bảo việc gây sát thương liên tục, nhưng an toàn trong vòng tay bảo kê của đồng đội và tự thân vận động. Vì vậy nếu bạn không phải tướng cơ động nên bỏ ngay ý tưởng tiếp cận Vio đi nhé. Top 3, khó bị bắt lẻ nhất Lindis. Là xạ thủ thì bạn sợ nhất điều gì? Chắc chắn đó là các pha lao ra từ bụi cỏ hoặc ven đường để ganh và sử dụng chiến thuật lấy thịt đè chết đối thủ. Lindis có thể đánh giá là xạ thủ máu giấy nhất Liên Quân và có nguy cơ lên bảng nhất. Quả thực không hề sai nếu bỏ qua bộ chiêu thức của cô nàng này. Tầm đánh không quá xa, nhưng chính khả năng kiểm soát tầm nhìn thì chính chiêu 1 soi sáng muôn nơi từ mọi bụi cỏ nên đảm bảo cho Lindis và đồng đội tránh được các pha tập kích bất ngờ. Đồng thời bụi cỏ là lợi thế khiến cho Lindis có thể tạo ra các pha lật kèo đáng gờm. Chiêu 2 không chỉ là cách vận dụng để Lindis thủ trụ hay công trụ, mà nó còn là tín hiệu từ xa giúp Lindis cùng đồng đội phát hiện ra con mồi ở mọi nơi. Đó là một xạ thủ thực sự không tệ. Cấu rỉa mắc thốn đừng bỏ qua nếu bạn sợ bị úp bụi hoặc các pha tấn công bất ngờ từ các xạ thủ của đối thủ. Top 2, tấn công xa nhất John. Khi nói về khả năng tấn công xa nhất, nếu anh em không để ý thì có thể bị nhầm sang Vio hay là Theonak. Với khả năng cấu rỉa bọn máu trụ, dù John có khả năng giống với hai vị tướng trên, nhưng John còn đáng sợ hơn bởi chiếc cuối tên thần cho phép John tấn công các mục tiêu ở khắp bản đồ, hạ gục các đối thủ máu giấy mà không có tín hiệu báo trước. Đây thực sự là mối hiểm họa tiềm tàng. Nếu bạn là một vị tướng chỉ còn siêu máu nhưng cố ở lại giao tranh hoặc biến về nhà mà bị lộ tầm nhìn, thì khi đó John chính là tên sát thần thực sự. Tấn công xa nhất chính là John, một xạ thủ đang được yêu mến hiện tại. Trong một thời gian bị ghẻ lạnh thì anh chàng này đang nhập khẩu rất nhiều trang phục, khiến cho các kiện tướng không tài nào có thể ngồi yên. Top 1, ăn chửi nhiều nhất Van Hen. Có thể nhiều bạn đang mường tượng về một biệt hiệu tuyệt vời nào đó dành cho Thánh Van, nhưng sự thật luôn đắng cay. Van chính là xạ thủ bị cộng đồng Liên Quân chửi rủa nhiều nhất. Đương nhiên lỗi không phải là do người chơi, mà một phần đây là do vị tướng này quá nổi trội. Bởi khi xanh hoặc đánh tốt thì Van gánh đội rất mạnh, nhưng khi trở thành cục tạ thì Van khó lòng phụ giúp được đồng đội điều gì. Vậy nên dần dà tiếng xấu lan truyền nhiều, nên đừng hỏi vì sao khi bạn chơi Van Hen mà bị lên bảng lại gặp nhiều xăm soi hay chửi rủa từ đồng đội nhé. Có thể bạn chính là nơi để cho đồng đội của bạn ủn đầy trách nhiệm, và đương nhiên dám chơi thì phải dám chịu với siêu xạ thủ này. Đây là 5 cái nhất hay ho nhất về các xạ thủ đình đám của Liên Quân bạn từng biết. Nếu chưa thì biết rồi nhé, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và hỏi họ bạn thích điều gì nhất ở các xạ thủ hiện nay. Trên đây là top 5 cái nhất của xạ thủ Liên Quân Mobile. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video.
YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.